Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dị ai vi danh của Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ lên sóng vào tháng 10. Người hâm mộ Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ mừng rỡ khi hay tin dị ai vi danh sắp lên sóng. Theo nguồn tin trên mạng xã hội Weibo, dị ai vi danh nhiều khả năng sẽ lên sóng trong tháng 10 tới, đặc biệt phim được chiếu vào giờ vàng của Đài Hồ Nam Trung Quốc. Vào đầu tháng 9, dị ai vi danh đã được cấp giấy phép phát sóng với thời lượng 36 tập. Đây có lẽ là tin cực vui về fan hai nhà Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ. Thời gian trước vì lùm xùm của nhà sản xuất mà tự như dị ái vi danh không thể lên sóng, nhưng đến nay có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Bạch Lộc ngoài Trường Nguyệt Tận Minh khởi chiếu đầu năm thì có Ninh An Như Mộng cũng gặp trục trặc trong quá trình lên sóng. Thời gian này Keep Running cũng không ghi hình, Bạch Lộc chỉ yếu ở trong đoàn làm phim, bởi vậy nữ diễn viên đang rất cần một tác phẩm để giữ độ hot của mình với khán giả. Tương tự với Vương Hạc Đệ, dị ái vi danh là phim đầu tiên mà Vương Hạc Đệ quay khi hot lên với vai nam chính Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết. Người hâm mộ rất mong đợi vào vai thời yến của anh với tạo hình và thiết lập nhân vật tổng tài bá đạo cực hợp với Vương Hạc Đệ. Già nam phụ trong phim với Ngụy Triết Minh, Châu Kha Vũ, những nam diễn viên sở hữu nhan sắc nổi bật cũng rất đáng mong chờ. Cư dân mạng nhận định, trong thời điểm mùa phim hè kết thúc, thị trường phim Hoa ngữ đang không mấy đặc sắc thì sự xuất hiện của dị ái vi danh vào lúc này là hợp lý, rất dễ chiếm được thành tích cao và thu hút sự chú ý của khán giả. Hơn nữa, đây lại là phim chiếu đài, nếu như rating cao thì thực tích của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cũng được nâng tầm. Dị ái vi danh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý, Trêu Nhầm của tác giả Kiều Diêu. Nội dung xoay quanh chuyện tình hài hước bắt nguồn từ một hiệu lầm giữa tổng tài bá đạo thời yến Vương Hạc Đệ và phóng viên tài chính tinh anh Trịnh Thư Ý, Bạch Lộc. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.